Trong lúc thiền đó thì tôi áp dụng như cái việc của thiền hôm nay là mình hít vô đầy bụng thật sâu, thở ra đầy bụng thật sâu. Thì đa số thường thường con hay học cái chỗ là thầy giúp chị có hạnh dạy là nương tựa thở thành bụng, hải đảo xẹp bụng tự thân xẹp bụng sinh ra, thì con thấy nó sâu mà. Thì lâu nay hồi xưa đó con có theo thiền của một người ở xa gửi hồ sơ lên Mỹ về thì cũng y như vậy, nhưng mà thình bụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm chút, xẹp bụng Nam Mô A Di Đà Phật niệm chút, thì con thấy cái thiền của A Di Đà Phật đó không phải mình vọng tưởng A Di Đà Phật đâu, nhưng mà mình điều tiết được cái thở của mình. Như thế thì hai cái nào có lợi với thầy? Cái nào mà mình thấy tâm mình buông thứ nhưng mà tỉnh táo nhất thì ra có lợi. Tốt cho ai không biết, ứng dụng cho mình không tốt đó là xấu. Xấu cho ai không biết, ứng dụng cho mình tốt đó là tốt. Okay. Vậy tốt xấu nó không có cho ai mà là cho mình. Tiêu chuẩn là mình chứ không phải là ai. Cho nên ví dụ như cụ hỏi thầy là tốt xấu, sao thầy biết? Bởi vì thầy đâu có ứng dụng cái đó. Làm sao mà bệnh của mỗi người mỗi khác thì thuốc mỗi người mỗi khác. Cho nên mình phải giống như Thế Tôn nói, này ta làm như thế này nè nhá, ta trải nghiệm như thế này nè nhá, đừng có tin ta bởi vì ta nói, hãy thử nghiệm nó đi. Yes. Cho nên hãy tự thân mình lãnh noãn tự tri, nóng lạnh uống nước mình tự biết. Và khi mình biết thì mình chắc chắn chứ không phải mình tin. Khi mình tin là mình mù đôi mắt, ai nói cái này mình tin, ai nói cái kia mình tin. Mà khi mình tin cái này, mình tin cái kia, mình không tin cái nọ là tâm mình loạn. Tâm mình loạn là đứng lúc này trong cái nọ, lúc này trong cái nọ là không có bao giờ tu tới nơi tới chốt. Thế vậy, phải là mình chứ không là ai. Bởi vì bệnh thì trong người mình biết, bác sĩ nó có hỏi mình thì sao? Mình cũng biết rồi mình mới giải thích. Mình không biết làm sao mình giải thích. Nhưng mà cuối cùng là mình phải cảm cái thân mình nhiều nhất. Yes. Buồn ngủ hả? Buồn ngủ có lẽ là nó sâu giấc ngủ á, chứ không phải nó sâu vô tỉnh thức đâu. Tức là nó hơi hôn trầm á. Dạ. Thì nó hơi hôn trầm là do có thể là cơ thể mình bình thường nó mệt, hoặc là mình do tập trung nhiều quá trong cái thời gian đầu. Tức là mình ở cái trạng thái này nè, đừng có quá căng thẳng. Tức là thả lỏng, nhẹ 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 nhẹ, thư giãn. Nhưng là phải đủ tỉnh táo, tức là mình biết rõ, rất rõ cho những cái thứ bên trong, cũng như những cái thứ trong cái thân, cũng như những cái thứ bên ngoài, có ba bậc như vậy. Trong cái tâm mình lạ lắm nha, mấy con kiến nó bò nhẹ lên cái thân mình biết không? Biết. Máu nó chạy rần rần ở trong biết không? Không. Cái cơ thể mình lúc nào nó cũng làm việc hướng ngoại hết trơn. Đó là cái thứ mà nó làm cho mình đi ra ngoài không à. Nên mình ngồi xuống là mình ý thức, thật ra mình ý thức được, mình ý thức đến độ mình có thể cảm nhận được cái nước miếng nó xuống, mình cảm nhận được cái hơi thở nó vào, mình cảm nhận cái bụng nó phình lên xẹp xuống, mình cảm nhận nó sâu ở trong cái cơ thể của mình bên trong. Cái nào mà làm cho mình cảm nhận sâu sắc gì mình là cái đó là đúng. Chơi với ai mà họ là giúp cho mình trở về cho con người mình thì người đó là tốt. Tốt hay xấu mình lấy cái tiêu chuẩn của con người của mình để cho mình nương tựa. Hải đảo tự thân tức là tất cả những thứ bên ngoài là cái nơi giúp cho ta quay về với chính ta. Hay. Con còn có đọc một cuốn sách nói về hôn trầm và hướng dẫn kinh nghiệm của Đức Đại Lạt Ma. Nó có và bị hỏi khi mà người thiền thì quán hơi thở thì buồn ngủ, thì ngài có hướng dẫn là nếu mà mình hôn trầm á thì mình chọn cái đối tượng của mình từ phần ngực trở về lên trên, và nếu mà mình chọn cử thì mình chọn xuống phía dưới. Đúng rồi đó, tập cái này là nhá, khi hôn trầm nè, ngước lên một xíu, không có quá ngước nó gãy cổ, nó mỏi cổ, ngước lên một chút, và tự động mình để ý cái tâm mình đang tập trung ngay chỗ cái điểm giữa này, tự nhiên luôn á. Hễ mà nằm buồn ngủ nha, ngước lên, nhắm mắt nhẹ lại và ý thức vào cái chỗ giữa trán, hít vào rõ biết tôi không phải là thân này, thở ra rõ biết tôi không phải là tâm này. Tâm này không phải là tôi, hay là hết vào thân thọ tâm pháp hay sắc thọ tưởng hành thức từng đứa một đến phải. Hay nó có một cái tiếng ồn ở trong đầu á thì cái năng lượng nó bắt đầu được kích hoạt và tự động nó không có gầy gà gật nữa, với cái khả năng tập trung vào cái chỗ này nó dồn cái năng lượng vào một chỗ, hay là cái tâm mình nó dễ tỉnh táo hơn, được quay về lại. Nó có nhiều cách lắm, thì làm sao đó mình tu á, tự động mình chế ra những cái cách chứ mình không có nghe theo ai.
mình cách này cách nọ cách này cách nọ mình trải cho được. Nó thú vị là mình tu rồi mình mới thấy cơ thể mình nó yếu đuối vô cùng, nó đòi cái này nó đòi cái kia, không cho nó ăn thì nó đòi, mà cho nó ăn rồi nó cũng đòi. Đấy, không cho nó ăn thì nó đói nó đòi, mà cho nó ăn rồi nó dư năng lượng nó cũng đòi. Nó là mình làm nô lệ của nó, mình sẽ mình tu xuống mình mới thấy ồ, nếu mà ta không lấy em làm phương tiện, ta tạo ra vốn và lời thì cuối cùng những cái gì em có mà khi em chết rồi những cái gì mất hết, ta mất cả vốn lẫn lời luôn nhé. Mà ta có được kiếp người là ta đầu tư cái sao làm này, cái thân này nó mất mà ta có chút vốn để mất đi. Cái vốn là cái gì? Cái ngoài cái thân và ngoài cái tâm. Vì sao ta sợ lúc ta chết? Bởi vì cái lúc ta chết ta không biết gì nhiều hơn ngoài cái thân, cho nên cái thân nó chết là ta không còn gì hết, cho nên ta sợ là sợ không còn gì hết. Còn mà hiện ta biết một cái gì đó ngoài cái thân và cái tâm á, lúc đó cái chết là bình thường. Đó là cái trạng thái những thiền sư ngồi xuống và cảm nhận bằng cái tỉnh thức của họ một cái chết từ từ như là một trò chơi thú vị. Okay. Yeah.